sau khi uống còn lại cái cặn mà sút nước theo cái uống xong á, mình còn là một chút cặn dưới mình đổ nước vô mình xé 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 chứ đi, sau mình tưới vô cây á, tránh được cây nó phát triển rất là tốt. Thì em các bạn ý nha là còn một chút thôi, uống còn sốt lại thì không, mình đổ nước đầy vô nè, mình xé cho đi, xé cho đi là mình tưới cây rất là tốt. Mấy gốc rau nè, nhà tưới nè. Rất là tốt. Không có sâu. Mấy cây ở nhà này đẹp tưới bia hết. Uống xong còn sốt lại đây nha. Xét xét nó. Tay cái chân dây bia uống sốt lại, nước xé xé xong rồi tưới cây này, tránh được bệnh rễ cây sau cây nó ăn sâu rất là tốt. Tất cả các loại bia mình uống xong mình còn sốt lại đổ nước vô là mình xét ra đi rồi mình tưới cây rất là tốt. Cây nhà trồng rất là tốt, cây nhà đều cho uống bia hết. Bia mà còn sót lại, một lon bia mà sót lại mình dùng nó thì mình xếp xếp nó. Đây là cây bán cào bán tưới bia rất là tốt nè. Bắt đầu đây là tháng 4 của Florida nè. Thì trong bia đó có chút men, vậy mình làm đầu chút bia mình xếp lên không còn được còn nữa. Chút men rất là tốt cho cây. Bia nhá, uống xong rồi đổ nước vô. Uống xong là còn sống lại một tí rồi đổ nước vô xét nó đi. Đổ vô cây rất là tốt. Đây là cái cà này, không tới bia này. Không có lá, không có bị sâu. Sâu nó bị mấy con sâu viền viền á. Hay là mình lấy bia mình lấy bia cái mình bỏ vô đồ mình xịt lên cái lá nó cũng tốt lắm. Xịt lên mấy cái lá nó không có bị sâu, nó không bị con sâu bò viên á, bò viên á. Ok, mấy rau này đều tưới bia hết á, bia còn sống lại nha, đừng có đổ bia hết thẳng nha. À có bên kia có cây cải, con tưới bia mà bự quá trời, uống bia mà say ngất ngư luôn. Ok.